Số điện thoại này thích cây nào thì gọi. Đọc thì em đọc lại. Cho mấy cây. Không đọc trực tiếp luôn với anh này. Không người ta cứ nhắn cứ hỏi, cứ nhắn tin liên tục. Cho mấy cái số đấy còn rồi nữa. Cứ đọc luôn vào đây cho người ta biết trực tiếp luôn. 077 33 21358. À đổi đầu số rồi, ngày trước lưu cái số ngày xưa. Ngày xưa lưu cái số 01 mấy ấy. 0122. Đấy, đổi. Cái vả bao nhiêu đấy? Cái vả bao tiền đấy? Triệu rưỡi. Con gọi là 0122. Gửi đi toàn quốc đúng không? Có gửi được đi sao? Có gửi được đi sao? Đi xa thì có. Có gì? Đấy. Thế người ta gọi thì gửi cho người ta. Đúng rồi. Bò. Cái này phải đóng gỗ. Cái này là triệu rưỡi này. Cái xương cá nhỉ? 3 triệu. Ra 3 tiền. 3 triệu. Cái vả này là rẻ hơn à? Cái tùng La Hán này bao nhiêu? 1,5 triệu. 2,5 triệu. Cái to này. 2,5 triệu. 3,5 triệu. Cái đa kia. Hả? Bằng những cái đủ 3,5 triệu. Cái kế. 1,5 triệu. Cái này cần thị 2 triệu. Hỏi lượt xong rồi ngủ. Đây cái này. Cũng thế. Đấy, nói chung là ai thích thì gọi. Đấy. Rồi được rồi, ngủ tiếp. Ok, bên kia không phải của mình không? Tranh thủ buổi trưa đi. Được rồi, ngủ tiếp rồi. Bây giờ quay chi tiết. Buồn vệ sinh quá mà chưa đi được. Dạ. À, cơ quan kia nhưng mà bận quá. Ở Hoàng Quốc Việt. Đấy, Tùng La Hán. Xương cá. Đã ăn cơm trưa chưa mà đã đi ngủ rồi. Sớm nhỉ. 2 giờ rồi. Đúng rồi. Cái này đẹp mà lại rẻ này. Quái chưa? Cây nào mà lấy được về rẻ thì bán rẻ, còn cây nào mà mua đắt thì bán đắt. Đấy. Bà chủ đấy, gọi cho bà chủ. Những cây mà ở đây thì là không mang cũng bạn phúc. Những cây mà ở đây thì không mang cũng bạn thua không à? Cây phải gửi cái này, cái phải gửi cái này. Một quá, có người tưới tắm luôn này. Cây vả, cây vả. Cái tùng này già đấy. Nếu mà những cây to này người ta muốn mua vào tận trong thì gửi kiểu gì? Có gửi được không? Hơi nặng nhẹ, hơi nặng. Mất công á? Có khi công vào hơn là cây. Mất công lắm. Đúng rồi. Nhiều người ở trong kia người ta thích lắm rồi nha. Ưu tiên ở Hà Nội. Từ Hà Nội, trong Hà Nội. Ra mà lấy, đấy. Cây đa đây, đa búp đỏ. À, cái này là trồng trên đá này lâu rồi đấy. Ở đây ồn ào lắm, phố mà ồn lắm, xe cộ tấp nập.
cây này là cây gì mà lạ đấy. Cô bác cứ ăn. Như như cái nhãn nhỉ. Nó có quả không? Nó quả thế đấy, ta phải quay. Cây đấy bao tiền? 3 triệu. Nhãn rừng à? Thế này, cái gân đấy, đây là cái gân. Đôi trang này bao tiền ạ? 1 triệu một cây à? Cái này hơn. Nó cũng là đỏ à? Chục tám là 1 triệu. Ôi có quả này. Hay nhỉ? Trang cũng có quả nhỉ? Mình chưa nhìn thấy bây giờ. Đấy, tí nó quay. Châu. Đấy là một đôi, à đôi này nó dài hơn, con này dài hơn. Tôi không để ý chơi trang ít, nhưng mà lần đầu tiên thấy trang có quả to này. Mẫu đơn thì quả thì bình thường rồi, trang có quả hay đấy nhỉ. Cái tỏ nó cũng chả khác gì mẫu đơn ta, cùng dòng giống với nó. Còn nhiều quả lắm đấy. Vâng. Chả để ý mà thấy nó có quả thật. Đây này, quả quả xanh. Cái này có 1 triệu thôi, cái này 1,8 triệu. Tán nó dài hơn. Quay hơi khó. À, cây này thì bao tiền ạ? 800. Sụp. Cái sụp. Sụp. Mini. Mini. Cần thang này, cần thang này nhiều tiền không? Cần thang này bao tiền? 1 triệu. Đấy, được cả lọ cây. Một đôi như nhau. À, một đôi à? Đâu có thấy một cây thôi mà. Dưới cả cây. À, đúng. Có một đôi như nhau, cái gì đấy, có cả đôi nhé. Một cây ở đây, một cây ở dưới kia. Hồng bạch này thơm lắm ấy. Tiếng cười đấy, chuột ấy. Vừa trồng với giò không gian nó đặc sản. Ui. Nói chung là nhiều. Cây đi chợ rất nhiều. Đây sang bắc này đi. Kép sang bắc bên này. Lam Phiên bắc đi. Cái cây đây, cái nhãn à? Vừa bảo 3 triệu nhỉ. Nhãn rừng. Nhãn rừng. Chả khác gì nhãn ta nhỉ, nhìn giống. Rừng nó quả lắm đấy. À đây. Nó quả là sai không? Nhưng mà nó cũng ăn như nhãn ta. Hay đấy nhỉ. Quái đấy. Cây đa cái gì bao nhiêu? Hả? Cây đa cái gì bao nhiêu? Cây đa này thì 2,5 triệu. Đấy. Còn cái tùng này. Tùng này. Tùng 2 triệu. Rồi, để xem có móc được cái phôi nào hay không. Bác có gửi cây kia đi sang, đọc số anh em nào thích thì nó gọi cho bác. Hả? Đọc số gửi cây gì à? Ví dụ anh em nào xem thích nhờ bác gửi cho người ta chuyển tiền gửi cho bác gửi cây. Đấy, bác đọc số, nhiều người ở xa người ta thích.
đọc số điện thoại. Đọc số có Zalo hay là không? Có Zalo đi thì cho dễ. Không. 0936 0427 à? Bắt bắt tên gì nhỉ? Xuân. À. Không thì cô khác. Có cái này mới được. À, khác cái gì đây? À đây nhà vườn đây à? À đây. À Xuân Thủy đây. Là phù ấy đúng không? Đấy các bác. Đấy, có cái cả cái nhá. Bên đây ông có cái trang Hồng Phấn. Hồng Phấn. Mà thích giá lô nhá. Đấy có cái tùng tuyết. Tùng tuyết hay là tùng xà ấy, vì nó hay mọc cái xà. Alo nha. Đấy, cái nhãn. Nhãn rừng. Nhãn rừng. Cũng khá hay đấy. Nếu chung là phù hợp với bác nào thích cái cây lạ lạ. Mặt này thậm chí còn hay hơn. Đấy, các bác nhìn. Mặt này hay hơn. Nếu xoay cái này ra mặt chậu thì lại hợp lý hơn. Theo tôi là nó thuận. To đấy bác, cũng phải hai người kia à, nó phát triển rất là tốt bác nhìn này. Đấy cái rễ mà cắt thì nó phun ra rất mạnh, phun rất nhiều, chứng tỏ nó cũng dễ sống đấy, có vẻ là dễ sống hơn cả nhãn ta, dễ sống, nhìn nó vừa giống xấu lại vừa giống nhãn. Đây mặt này nó u cục hơn. Đấy, đây rất quái nhá. Cũng còn giống này dễ sống các bác nhỉ. Dễ nó phun là ác. Màu đơn. Trắng. Này thơm lắm đúng không? Thơm trắng. Nhưng mà thơm lắm luôn. Hoa trắng thế bảo thơm ấy. Con này bao tiền đấy? Bình dương. Đấy, thân này. Thân. Cao độ... độ 1,5 m. 1,8 m, 1,5 m, 1,6 m. Đấy, nhưng mà từ mặt chậu đi. Qua số ở đây là nó có tài khoản. À đây có cả tài khoản. Chỗ này là nó có tài khoản. Tài khoản ngân hàng á. À đây à. Đấy cây này hay đấy. Cây này lạ đấy. Vườn ở chỗ La Phù rất nhiều cây lắm nhỉ. La Phù là chỗ Lê Trọng Tấn đi vào đúng không? Đúng rồi. Đoạn đỉnh Vạn Hốc ạ. Vâng. Đấy, cây đài. Vạn Hốc Hòa Đông. Ok. Chứ không thấy bác đi ra Vạn Phúc bán nhỉ? Vâng, ở ngoài đấy mà. À, đi. Vâng, ở ngoài đấy. Đây, cây đài đó ở ngoài đấy. À. Cảm ơn bác nha.